các bạn. Mình đang ở giữa đường. Đây, mình đang mình đang đi quay giày ở đâu nhỉ? Essentials. Đâu đó mình không biết. Mình sẽ trả cho người ta 5 đô, sau đó người ta sẽ cho mình quay giày và có thể mình sẽ được đôi giày đấy với giá 5 đô. Không biết nữa. Let's go. Ơ, đang cho mình sai hả? Đâu? Chắc là chưa. Sau mình sẽ đến và quay sau. See you. Hello, mình đã trở lại. Mình đang đi quay giày. Chắc chắn là hôm nay sẽ được quay giày. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.